Trời ơi, gánh kìa. Mình kêu gánh nè, gánh nè, gánh nè. Gánh nè, gánh nè, gánh nè. Đó chứ bồ kêu rồi đi về, không bị gì hết. Tên chứ thương. Hay quá. Một kế hoạch tốt thì không cần chỉ thả Hollywood dạ. Thôi ngữ đau tao muốn lớn. Nào tăng chủ ý, nào tăng chủ ý. Ok, tôi đã dẫn sức được. Tôi đã dẫn sức được. Mà nó chết mẹ nó rồi. Chết ông buông. Cái gì rồi? Tôi chán đâu, tôi không có quay được. Nhỏ gần chết, nhỏ gần chết luôn. Gón lạnh còn hơn cái cành đào. Quá quá dữ. Nó chỉnh thật tấu rồi. Mày dưới đây nè, phải không? Đó, cái hay mà. Một đống luôn, sướng quá. Sướng quá, trời ơi sướng quá. Đó một chiều. Ngồi mày nữa. Lên mạng. Kiếm mục tiêu, trời ơi sướng quá trời. Holy shit. Trời ơi, nãy có gì nó bắn mình gần chết luôn kìa. Mày bắn. Ok, đây là những đó là những cái video mà mình có cái bữa trong cái tuần này. Và những cái bạn nào thấy hay thì một like, một share, một subscribe và lưu ý trước nha. Tại vì cái này chỉ là những cái mình đang tập làm, với lại cắt ghép những cái cảnh mà ở trong phim ấy, như thế rất là khó, cực kỳ khó luôn á. Thì cho nên sẽ có vài cảnh như là lộ cắt ghép hoặc sao đó thì các bạn cũng thông cảm nha, bởi vì cái phần này cũng như là phần này bodycam mà chút mình quay thôi, nhưng mà này nó tiện hơn tí xíu. Ok, nên lần đầu mình làm cái này mình cũng chả có chắc mình có làm được không nữa, nên là ok bye. Còn hồi nãy mình đi đón thằng em cho nên rất là mệt, đã em bánh xe còn sẹp nữa chứ. Hãy đi bộ nhiều hơn. Oh shit. Mệt quá. Thôi bye các bạn nha. Bye. Em còn nhiều.